Kính chào toàn thể quý đồng hương. Tôi xin đại diện cho nhà hàng Rosemary Garden và tiệm bánh Rosemary Hương kính chúc toàn thể quý vị và đặc biệt là quý khán thính giả của đài BYN một năm mới bình an, hạnh phúc và an khang thịnh vượng.